Hello cả nhà. Bây giờ bữa nay Quý lấy gan bò này, Quý xào sả ớt nha. Xào sả ớt thì mình có nè, sả, ớt, củ hành và hành lá. Và Quý có thêm sả nữa cả nhà. Sả xay. Sả xay này Quý xay sẵn, Quý thả vô tủ lạnh đó. Rồi Quý bỏ vô bọc để gì đó mình ăn dần thôi. Cái này quý luộc nó mềm rồi nè. Rồi mình cắt khúc ra mình kho sả ớt. Rồi mình sắc lên gì đi. Cái dao sắc nó dễ hơn. Cái miếng gan bò này cả nhà ngon ghê không? Cái này nó mềm luôn rồi đó cả nhà, mình chỉ nêm đồ gì vừa nữa là nó ăn được rồi. Hello cả nhà, bây giờ mình cái chảo mình là nóng rồi nè. Mình cho dầu vô. Đây, mình cho sả vô nha. Sả này của Quý xay sẵn rồi. Cái mình để tủ lạnh đó. Mình đem về mình ăn dặn thôi. Mình khi nào mình bận á, mình không cần mình xay đâu. Ít dầu đó mình cho thêm miếng dầu nữa. Thầy xả này nó ít dầu. Về xả mình nó đã vàng rồi cả nhà. Mình cho cộng xả vô. Và mới của hành vô nha. Chỗ này thì chút xíu nữa mình bỏ vô. Tại vì xả nó không có bị gục đâu cả nhà, bỏ mình bỏ trước. Nên bỏ thêm tỏi sấy nha. Tỏi sấy Quý xay, Quý sấy một keo gì nè. Rồi mình chỉ bỏ vô mình xài thôi. Cho nó cay cay, nó thấm cho nó thơm. Rồi mình bỏ vô nha. Có 3 cái gan thôi đó, mà nhiêu đó cả nhà. Nhiều quá hả rồi. Bây giờ mình nêm đầu đi. Cho nó vô 2 muỗng đường. Anh chị nào nên gửi giúp cho gia đình mình ăn nha. Cho nó cái gì vô. Cho muỗng rưỡi hạt nêm vô. Cái này ớt. Cái này thơm dễ sợ này. Bữa nay Quý không có nước dừa, chứ cứ nêm bằng nước lạnh.
cho nửa ngại vô. Thôi sẽ nghệ nó mới ngon. Rồi mình cho miếng nước vô đi. Mình lên 5 phút nha. Rồi mình lấy đem phần đại là mình ninh lên chút đi. Ninh chừng nào nó cảm thấy nó sắc xuống là được rồi cả nhà. Nhớ cho miếng nước mắm vô. Vào ngon quá mà thơm nữa cả nhà ơi. Cái nồi mình nó đã ngon rồi nghe cả nhà. Mình cho hành ngò chứ. À, quả sát ở xa luôn, mọc nồi luôn cả nhà ơi. Rồi mình sẽ đi thưởng thức thôi. Đây mình đã tuyệt vời rồi đây. Mình sẽ cho ra dĩa đặng mình thưởng thức thôi. Cả nhà, bữa nay mình xào gan bò, xào sả ớt cả nhà, và mớp xào ăn chấm với rau thôi, ăn với cơm, cơm trắng cả nhà. Thôi giờ quý mời cả nhà ăn cơm với quý nha. Mời cả nhà ăn cơm với quý nè. Bây giờ mình ăn ăn thử cái miếng bò này kìa. Wow, vừa ăn dữ sao cả nhà. Cả nhà biết cộng này cộng gì chứ gì? Đậu đũa. Đậu đũa mình chấm vô nước tương ngon lắm cả nhà. Hoặc là cá kho á. Cái ông heo này ông muốn cho mình như con heo hay gì á. Ông cho mình ăn cọng chi cả nhà. Ăn chi mập chết luôn á. Còn cái này là cộng rau gì quên mẹ người ta. Rau gì? Rau cần ô á cả nhà. Ở Mỹ mà có rau cần ô ăn á.
Cái bà nào mà má la sầm. Cái bà nào bà ngồi bà la sầm mỹ đi mấy ta. Mấy sao mà quý thích ăn rau cả nhà. Tưởng làm nó nữa ông ơi, xôi chẳng gần cho hết đi. Xôi á. Bữa nào không có đồ ăn hả ông ăn cái đó. Cả nhà. Cái miếng gan của mình nè. À. Ôi da, rớt mẹ xuống cái mâm mày. Đây, mình ghép lại. Cho con gà bò nữa. Chấp nhận mình sao vừa ăn chứ sao cả nhà. Chơi đồ ăn nhóc chơi anh đi nướng lên chi nữa. Cái đầu bò này ăn ngon á cả nhà. Mình ăn chung với cơm ngon á. Hủ à. Em thử không? Để mấy bạn chưa ăn. Uống gì mà uống. Không cho ăn tới hư rồi uống gì. Ngày qua quên đó. Quên em chưa ăn. Không biết. Làm thử đi. Công nhận cái này mình ăn cơm xào, mình xào ăn cơm bắt á cả nhà. Gân bò. Nhưng mà cái này phải luộc lại. Mình luộc cảm thấy mềm á. Đem ra xào lại. Nó mới ngon. Nó mới mềm cho mình ăn. Chứ để cứng mà xào ăn cũng được nó nghe cả nhà. Công nhận mình ăn cái đầu bò mình kẹp chung với cơm á, với cái gân bò á, ngon chứ sao. Không rồi để đó luôn hả? Không nặng mà ăn với vịt đó. Không lấy ra sao ăn. Đây tới anh làm cái nào đó anh phải
anh phải giữ một món đó. Thăm nhớ cả nhà, nhầm khi quý anh chị thăm đồ trong mây quay rồi bỏ chổng luôn. Thăm rồi mình bỏ chổng luôn. Không nhớ. Không nhớ để lấy gà. Ngày nào ông cũng cho mình ăn lựu đạn chứ. Cái gì nữa? Khai thành là gì nữa? Khai thành nấu tơ trung ương. Đi ra trận tiên. Ca nữa dần quên mất tiêu cả nhà. Nhưng mà mình không chịu cái à. Quên thôi à. Nói đàn ra Ông nhớ không? Anh muốn hết đó đi. Muốn hết cái đó đi. Cái món mớp này bữa nay mình xào không mà cái gì? Xào dầu á. Không có xào thêm thịt, thêm gì, thêm tôm gì hết. Chỉ xào với dầu. Ăn với con bò. Xào mớp, rồi thêm bí đao á. Rồi thêm đậu que á. Ngon. Công nhận
mình biết được món ăn. Đầu bò mình kẹp cái này ngon quá trời luôn, mới béo hơn cả nhà. Mà nó thơm á. Úc vì dừa thôi. Đừng có ở đó mà khóc mà la hoài. Mà cái nhà ăn trái cây quý nè. Chinh chơm cả nhà. Lăn lăn lên ăn vậy mà tới gần tới nhảy à, gần phải nhảy à. Chôm chôm ngọt chứ sợ. Mình qua bên Mỹ nè mà mình được ăn chôm chôm á là cũng một cái hạnh phúc á cả nhà. Lâu lắm mà mình đâu có được ăn đâu. Có lần đó mình mua được một lần nữa, mình ăn lên một xô cái này nữa. Còn nhớ cái này cấp với 2 xô. Cốc chua ngọt. Cốc chua ngọt. Đem theo ăn đi, hay là đem gì đó. Cái là tụi này nó thích trống mà sao kỳ vậy con tôi nó kỳ ta. Biết sao? Nó bị chát á. Nó không được ngon, nó tưởng đâu ngon. Nghe tới cốc, nó chát quá. Nó chát lắm cả nhà. Mình thấy nó ngon vậy đó, mà miếng sao nó chát ngầm à. Qua mình đi chợ mình gặp mấy sệ chôm chôm luôn á cả nhà. Trời ơi, gặp vô mừng. Mà nó cũng rẻ. Một khên mà nó có 22 đồng à. Ông chồng mình kinh nguyên khên.
nhà uống cà phê sữa. Ngon. Thôi giờ video của Quý ra tới đây đã kết thúc rồi mọi người ơi. Mọi người nhớ like và share and subscribe cho Quý nghe mọi người. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Bye bye.